Đừng cho anh ta nha. Con Vinh mới bay đó. Chiến này con đi chơi luôn. Hồi học á. Chắc là thiệt đúng không? Không cho đúng không? Lấy tay đụng vô luôn. Đâu rồi, đâu đâu anh hỡi thử anh. Ra rồi, bỏ vô rồi, bỏ vô rồi. Nó chìm nhẹp luôn. Quá dữ. Quý, anh cho cảm nhận khi anh cầm vô bãi cướp bò đó sao anh Quý? Anh em tin tưởng quay. Thấy rồi, một lần này tao sẽ ghi suốt đời. Anh em cộng đồng mạng nhìn rõ mặt thằng này nhé. Anh em, nó cầm cướp cho anh em này. Anh em có chắc mình lâu mà. Chào tất cả anh em. Thì mình đã quay trở lại đây. Thì bữa nay trời mát mẻ quá, không có gì làm thì anh em mình rủ nhau ra ngoài này chơi. Ở ngoài này thật là mát mẻ. Và bây giờ hai anh em mình đang nghĩ ra một cách là anh em mình sẽ chôn đám bạn của mình. Mấy thằng cửa hó kia này các bạn. Đó, nó đang ngồi ở đó đó. Bây giờ anh em mình sẽ nghĩ ra cái gì đó để chôn nó. Chôn nó làm sao mà cho nó cay cú. Ok, bây giờ chôn như thế nào thì các bạn cùng coi mình lại mình chôn này. Rồi ơi Phan. Phan. Muốn có tiền không? Tiền mà em muốn anh. Chơi trò này với tôi nè. Bây giờ muốn kiếm tiền thì chơi cái này nè. Chơi không? Chơi giờ gì mới được chứ. Rồi ok. Giờ đi kiếm cái thùng. Đi kiếm cái thùng giấy. Rồi. Ừ. Khoan cho mình lấy cái thùng giấy qua. Bây giờ thế này, bây giờ đây anh có cái thùng nha. Bây giờ anh bịt mắt tôi quay lại. Anh bỏ đồ với mày được, bọn mày thọc từ dưới này thọc xuống. Bởi vì thọc bọn mày đoán xem trong này có cái gì. Nếu mà bọn mày đoán đúng đúng không? Cứ một lần là đúng là anh cho 100k. 100k các bạn. Chơi không? Chơi được không? Trời ơi, bán thì ba đồng ý nè. Chơi hoài cái gì hoài. Hết được, chơi hoài đúng không? Chơi hoài đúng không? Khoan, từ từ, bịt mắt nó lại Khoa. Lấy cái căn bịt mắt lại Khoa. Bây giờ thằng nào chơi trước đây? Để em chơi trước cho anh. Khoa cho bịt mắt nó lại Khoa. Thôi, tới thôi vậy. Số mấy ba? Số mấy? Số 9. Rồi, đúng rồi đó. Rồi. Đâu đâu đâu, dắt đi, dắt đi. Rồi, cái lỗ tôi rồi. Rồi, đón nha. Cái gì? Là cái gì? Giống như chuối vậy anh. Chuối ha, cà gót nè. Bỏ đi. Chuối á. Bây giờ mình chốt đó, mình chốt chưa? Dưa leo hay gì anh ơi? Thấy kỳ kỳ sao á? Hãy theo làm theo suy nghĩ của mình anh ơi. Bây giờ dưa leo hay là chuối? Chốt đi. Chuối đi. Chuối đúng không? Chuối đúng không? Cà gót thì gì á? Cà gót đây là chuối. Chuối đi. Chuối. Rồi bây giờ mà dưa leo anh ơi. Mày ngay quá vậy mày. Rồi dưa leo anh ơi. Nè, đó, tròn như dài nè, đó là dưa leo á. Chốt chưa? Chốt chưa? Rồi. Đó kìa. Kiếm ra đi. Cái gì anh? Rồi. Rồi, 100 ngàn rồi. Rồi, con tăng. Rồi, hai mấy mấy bánh đi, mấy ta bỏ vô khác. Đây là bao cao su nha. Gì ta? Cái gì trong đây vậy? Anh em mình trôi rồi. Cái gì đây? Cái gì? Chết vậy được rồi. Nói mày luôn á, chứ luôn á. Sao nhiều quá vậy? Rồi tới thằng nào? Gì luôn. Có cái đường anh ơi. Số mấy?
để chờ đón. Đi. Cho mấy, cho mấy, cho mấy, cho mấy. Cho nằm phải không? Ok. Nằm đúng rồi. Chào ta. Đứa nó ơi. Cho mày ha, tóc tóc cái gì? Có trăm ngàn rồi mày. Từ trăm ngàn tóc rồi. Ôi, lẹ nó này. Đây thôi mới được. Thật chưa? Thật chưa? Thì đó xem là trái chuối là cái gì đó. Nãy thì trái chuối 100 ngàn đó. Cái gì? À, sao sao mà có cao su đây ta? Bóng phải không? Thử thử mẹ lấy là thử thử. Ủa? Muốn biết thử thử. Thử ơi. Chị thua chưa? Bóng rồi này. Thì không lấy ra cho này. Rồi bây giờ anh em mình quay xong hết rồi à, mà còn mày mày chơi không? Mày á mày chơi. Nãy giờ mày con với thằng em giờ tới chân tàu luôn hả? Không, cái này nghiêm túc. Bây giờ mày chơi không? Kèo lớn luôn. Kèo lớn luôn. Bây giờ 500 ngàn luôn này. Bây giờ mày đoán đúng, chỉ cần mày đoán đúng thôi là cái gì là cho mày 500 ngàn. Chơi mới lớn. Chơi không? Chơi không? Chơi đi anh, chơi luôn. Bây giờ là nghiêm túc không cho đúng không? Ừ, nghiêm túc không cho luôn. 500 ngàn luôn. 500 đúng không? Ừ. Bây giờ nhét đúng sai tao cũng lấy được 500. Đúng rồi, mày chỉ cần đoán đúng không, mày phải đoán đúng mới được chứ. Rồi ok mày luôn. Rồi ok. Lấy ở đây hết đồ cho rồi. Nếu mà ra được cái gì cho anh nữa. Rồi ok. Rồi ok. Bắt lại. Rồi, bây giờ khoa đưa camera cho anh. Bây giờ chị đi ra bịt mắt thằng Quý giùm anh chị. Bây giờ khoa đi đi. Anh mình đi kiếm đi cho. Phật phần châu. Phần châu. Phải phần châu không ba? Má sao không thúi gì vậy? Rồi ok bây giờ bị má thằng kia lại nè. Bị má lại. Ơi 500 ngàn chuẩn bị nha bạn ơi. Tao sẽ lại bức. Cái này là nghiêm túc quá nha. Xong rồi tao sẽ không chở nó nha, không chở nó nha. Đây. Đừng cho tao nha. Tao tin máy bay đó. Chuyến này có 500 ngàn nha. Chắc là thiệt đúng không? Không cho đúng không? Thiệt. Rồi cho. Lấy tay đụng vô luôn. Khi Quý, anh cho cảm nhận khi anh cầm vô bãi cướp bò đó sao anh Quý? Anh em tin tưởng quay. Ê. Hay rồi, một lần này tao chưa ghi suốt đời. Đúng rồi, anh em cộng đồng mạng nhìn rõ mặt thằng này nhé anh em. Nó cầm cất nó chọi anh em này. Anh em có chắc mình lâu mà. Hello chào tất cả các bạn nhá. Thì video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Yêu quý. Vô quay cái kết cho khán giả coi. Má chôn mà mày. Thôi về tao sẽ trả. Bây giờ nó về rồi. Rồi bây giờ anh em mình quay cái kết cho khán giả này. Hi, chào tất cả các anh em nhá. Thì video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Thì các bạn nào thấy video này hay thì bấm nút đăng ký. Một like cho Trinh một like luôn. Đúng nữa ba. Chà.
hai chữ bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ bấm like và đăng ký và chia sẻ video nhé. Một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bé này. Bé.